Hello mọi người, cuối cùng chúng ta cũng đã đến với video phần 2 của cuộc thi Classpro. Trong video lần trước, cả bọn đã cùng nhau tìm hiểu về những mưu tính của Saga Yanagi với mục đích làm sao để giữ Kiyotaka ở lại ngôi trường này. Có mấy đồng chí hỏi là lỡ mền bị đuổi thật thì sao? Tôi chỉ biết nói hai điều thôi. Thứ nhất là thế thì hết chuyện bà nó rồi chứ còn gì. Thứ hai, các ông nghĩ mình đã nói về ai vậy? Chiến thần White Room con cưng tác giả đấy, dằm bà thứ vớ vẩn đó mà đuổi học được anh tôi à? Nó vui tí thôi. Giờ thì mấy anh em cùng tôi tìm hiểu về kế hoạch cứu mình và giúp mọi người của Kiyotaka nhé. Nói trước là nhờ Saga Yanagi dọn đường khá phẳng rồi, nên lần này mền cũng nhàn. Mối chốt của kế hoạch này được Kiyotaka dựa vào 4 khoảnh khắc. Đầu tiên là cuộc trò chuyện giữa Suzune và Ryuen sau khi luật thi được thông báo. Thứ hai là lời gợi ý của Saga Yanagi vào ngày thứ nhất. Thứ ba là cuộc nói chuyện với Ichinose và sau đó là Ishizaki với Ibuki trong phòng mình vào ngày thứ ba. Cuối cùng là cuộc gọi thông báo cậu đang trở thành mục tiêu đuổi học của Kei và được Kushida thông báo cái tên Yamauchi Haruki vào ngày thứ năm. Thông tin quyết định đến 90% kết quả trận chiến và Kiyotaka cũng nắm trong tay một số thông tin quan trọng như sau. Thứ nhất, mục tiêu lớp D chọn để đuổi học là Ryuen và Ishizaki Ibuki. Hiyori nằm trong số ít người muốn hắn ở lại. Ngoài ra, số điểm Ryuen lấy được từ lớp A trong vụ đảo hoàng đến thời điểm hiện tại là đâu đó trên 5 triệu điểm cá nhân. Thêm một thông tin quan trọng khác, đó là dù bề ngoài Hiyori là người có khả năng điều chỉnh các phiếu bầu ở một mức giới hạn nào đó, nhưng phương án đuổi học Ryuen của đám Manabe hiện tại được gần như cả lớp tán thành. Thông tin thứ hai, theo lời Saga Yanagi, người vinh dự quay vào ô tốt nghiệp sớm của lớp A là Katsuragi và tất nhiên người điều khiển số lượng phiếu bầu cũng là cô nàng nốt. Tuy nhiên, ngay cả Saga Yanagi cũng không thể tự tiện đuổi một người cực kỳ giá trị trong lớp chỉ vì không cùng chung tư tưởng. Chưa kể đến hiện tại, Katsuragi bên ngoài vẫn đang có dấu hiệu thuần phục. Thế nên, mục tiêu đuổi Katsuragi có lẽ chỉ nhằm mục đích răn đe, dập tắt ý định muốn nổi dậy của Katsuragi, còn mục tiêu thực sự khả năng cao chính là người thân cận với cậu ta, Yahiko Totsuka. Vốn Kiyotaka không có ý định can thiệp vào chuyện này, nhưng cậu vẫn muốn thử dự đoán của mình, thế nên mới có chuyện số phiếu đại của Yahiko lý thuyết sẽ là -38. Nhưng nhờ hai phiếu tán dương đến từ Mền và Katsuragi mới thành -36. Thôi thì coi như đó là một lá phiếu an ủi cho Yahiko vì chuyện châu bò đánh nhau rồi mũi chết vậy. Thông tin thứ ba Kiyotaka nắm giữ là về lớp B. Người điều khiển việc bỏ phiếu của lớp B chính là Ichinose và cô nàng đang có kế hoạch sử dụng 20 triệu điểm để xóa hình phạt đuổi học. Tất nhiên kế hoạch này nhận được sự đồng thuận từ tất cả mọi người. Nếu ông nào thắc mắc tại sao Kanjaki không phản đối như lần Volume 5 năm 2, thì vì lần thi này có đuổi cũng không kiếm thêm được điểm lớp nào, chỉ vậy thôi. Nhưng dù mọi người đồng lòng góp điểm vẫn còn thiếu tận 4 triệu nữa mới đủ 20 triệu. Ichinose đã tính trước đến chuyện này nên trước khi bàn chuyện với lớp vào ngày thứ 6, cô đã lên kế hoạch mượn điểm cá nhân từ hội trưởng Nagumo khi tên này sở hữu đến gần 10 triệu điểm, đổi lại cô sẽ làm bạn gái của hắn. Dù không nói ra trong light novel nhưng trong trường hợp xấu nhất cô nàng sẽ sẵn sàng biến mình trở thành mục tiêu, chứ không phải chơi trò bốc thăm như những gì đã nói sau kỳ thi với mền đâu nhé. Kiyotaka còn biết được rằng ở lớp Horikita thì mình là người có khả năng ra đảo cao nhất. Tất nhiên cậu cũng đã biết Yamauchi đã theo lệnh của Saga Yanagi mà thông qua Kushida để lập nhóm kéo phiếu đuổi học mình. Kiyotaka biết luôn việc đưa Kei vào nhóm cũng là có tính toán trước. Đang nói là Suzune và Hirata đều đã nhận ra ý định của nhóm Yamauchi nhưng vẫn không can thiệp bởi Hirata vốn là người theo chủ nghĩa trung lập, còn Suzune thì muốn âm thầm theo dõi để làm rõ mọi chuyện. Sau khi nắm rõ toàn bộ các thông tin trên, vào ngày thứ 5 của kỳ thi, Kiyotaka bắt đầu vạch ra kế hoạch giải cứu bản thân mình và những người khác. Đầu tiên tôi sẽ nói về cách cậu tự cứu mình trước. Bước đầu tiên của Kiyotaka là gọi điện thông báo cho Horikita Senpai về kế hoạch của mình và nhờ anh ta nói lại cho Suzune. Tại sao Kiyotaka không gọi thẳng cho Suzune cho nhanh? Thực ra Kiyotaka làm vậy là để Manabu làm công tác tư tưởng cho em gái mình. Tôi biết trước khi trở thành hề chúa thì Suzune cũng là một người có tâm lý vững đến mức bị sụp đổ dễ dàng ở hội thao năm nhất. Dù sao, việc đứng ra yêu cầu đuổi học không phải chuyện đơn giản. Nó đòi hỏi nhiều hơn một tâm lý phải thật vững và rõ ràng. Suzune đã có dấu hiệu rén khi vẫn còn để tâm đến câu nói cảm thấy lạc lõng trong lớp của Ryuen. Dù Suzune có đáp lại, trước giờ tôi chưa bao giờ nhân từ với ai không cần thiết kể từ lúc tôi nhập học ở đây, thì tôi và mọi người đều thấy rằng cô em nhà Horikita chưa bao giờ bị đặt vào hoàn cảnh phải bộc lộ sự tàn nhẫn của mình. Từ Volume 3 đến Volume 9 light novel, Suzune rất ít có dịp đưa ra một quyết định gọi là xoay chuyển cục diện vì mền dọn sẵn đường rồi. Thậm chí cô còn có những hành động có chút nhân từ không cần thiết, đặc biệt là với Kushida. Thêm nữa là không phải tất cả mọi người trong lớp đều phục Suzune theo đúng nghĩa đen, họ chỉ đơn giản là làm theo vì cô có khả năng lãnh đạo, chứ nếu xét về sự thân thiết thì rõ ràng Suzune quá chảnh. Tóm lại, Suzune cần phải tận dụng cơ hội này để thể hiện tiếng nói và củng cố vai trò leader của lớp. Vậy nên điều quan trọng là em gái cựu hội trưởng cần có một động lực để thúc đẩy bản thân. Việc chọn Manabu là người truyền đạt và cho lời khuyên thì với một procon như Suzune không khác gì liều thuốc giúp cô nàng tin tưởng vào bản thân hơn hay dễ hiểu là chiến hơn bao giờ hết. Để mình không bị đuổi học thì bắt buộc Kiyotaka phải có một kẻ thế mạng và người cậu chọn không ai khác ngoài Yamauchi Haruki. Có hai lý do thuyết phục để cậu ta rời trường, đó là đã không đóng góp gì mà còn dám móc nối với lớp khác. Nhưng nói trắng ra là nó dám động đến mền để bị đuổi đấy anh em ạ.
Chỉ riêng tội danh phản bội đã đủ đưa Yamagot đi gặp gia đình sớm. Phần còn lại là nhờ vào khả năng hùng biện của Suzune thôi. Việc của Kiyotaka là nhấn mạnh sự phản bội của Yamauchi để đặt bản thân vào vai kẻ đáng thương, vì rõ ràng cậu không làm gì sai nhưng vẫn bị đuổi. Nếu thành công, Kiyotaka sẽ kéo được một lượng phiếu tán dương nhất định sau khi sự thật sáng tỏ. Còn nếu thất bại, anh Men cũng không lo vì đã có Sakayanagi cùng lớp A kéo phiếu cho mình. Mặc dù mục đích chỉ là ngăn Kiyotaka không bị đuổi học, nhưng cuối cùng cô nàng đã lỡ tay kéo anh Men lên luôn hạng nhất để lấy thêm cái điểm bảo vệ cho chắc ăn. Nhưng nhiều đó vẫn chưa đủ, Kiyotaka còn phải giải quyết vấn đề mang tên Hirata. Vì có quá nhiều nội dung nên chi tiết tôi hẹn mọi người ở một video khác nhé. Ở đây các ông cứ hiểu đại khái là Kiyotaka đã lường trước Hirata sẽ phản đối, nhưng lại không ngờ cậu ta có phản ứng mạnh như vậy. Ngoài ra Kiyotaka cũng đoán được Hirata sẽ tự nguyện thay thế vị trí của Yamauchi, nhưng tất nhiên chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra bởi không ai lại đuổi một trong những trụ cột của lớp để giữ lại một thằng vừa ăn hại vừa phản bội. Đây chỉ là một giả thuyết thôi, nhưng có khả năng cái tin nhắn mình nghĩ Hirata-kun sẽ tự nguyện bị đuổi vào ngày mai, có thể cậu ấy sẽ nói xấu mọi người cũng như tỏ thái độ, nhưng đó không phải là thực tâm đâu. Nên mình mong cậu hãy tin tưởng và bầu phiếu tán dương cho cậu ấy nhé. Của mấy cô gái mà QNG nhắc đến chính là do K gửi theo yêu cầu của người yêu mình. Thứ nhất là để đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch. Thứ hai là để Hirata thấy giá trị của cậu ta đối với lớp. Cũng có thể tôi đã suy nghĩ quá nhiều và nó chỉ đơn giản là tin nhắn của Mi-chan mà thôi. Thực ra kế hoạch lần này thành công cũng nhờ Ibrahimovic của lớp là KONG. Đúng là tên này không liên quan gì đến kế hoạch, nhưng nhờ hắn liên tục khiêu khích mà đã khiến cho Yamagot lỡ miệng nói ra huyền cơ là mình có lớp A kéo phiếu. Trước đây, Sakayanagi cũng đã nhắc không được nói ra vì nói ra là chết và điều này cấm có sai. Đây chính là bằng chứng rõ ràng nhất của việc cậu ta đã phản bội và việc khiêu khích này, đồng thời hướng toàn bộ cơn giận của cậu ta về phía KONG thay vì cả lớp, mà việc Yamauchi bị đuổi cũng nhẹ đi phần nào. Về phần Kuchida thì cô ta vẫn ổn, dù sao tội của cô ta lần này có thể dùng vài lời giả dối với thêm chút nước mắt Lacoste là có thể giải quyết xong. Một vài câu hỏi đã được cộng đồng fan đặt ra rằng không biết nước đi của Kuchida là có chủ ý hay thực sự vô tình đi xuống lòng đất. Với tính cách chúng ta đã quá rõ thì không tự nhiên tiểu tỷ này lại hăng hái giúp đỡ Yamauchi như vậy. Rõ ràng cô ta quá có lợi trong vụ này rồi còn gì. Kiyotaka bị đuổi thì cũng tốt, mà nếu mọi sự không thành thì cô ta cứ vờ như mình là người bị hại, đổ hết tội lỗi lên đầu Yamauchi rồi sút nó ra đường, đồng thời giữ lại được nguồn cung điểm hàng tháng cho mình. Cơ bản cô ta chỉ cần tùy vào tình hình mà lựa chọn, và sau khi nhận được cuộc gọi của anh Men thì các ông biết đáp án là gì rồi đấy. Về cơ bản thì chiến thuật của Kuchida là sử dụng hiệu ứng đám đông để kéo nhiều người tin rằng việc đuổi học Kiyotaka là quyết định dựa trên số đông đồng thuận dân chủ chứ không phải một âm mưu. Tốc độ lan truyền tin đồn cộng với uy tín của cô ta cùng sự mờ nhạt của Men đã khiến tin giả trở thành sự thật. Cô ta cũng cố tình nói ra cái tên của Yamagot với suy nghĩ rằng Men và Suzune sẽ chỉ chăm chăm nhắm vào cái tên chủ mưu mà bỏ qua mình. Tuy nhiên, kết quả Kuchida nhận được có vẻ hơi sai khi bị đích thân Suzune thời còn chưa tấu hài vạch trần toàn bộ kế hoạch ngay trước lớp, làm cho cô ta không biết giấu mặt vào đâu. Ok, đen thôi đỏ quên đi, có khi đây còn là trò khổ nhục kế của Kuchida để lấy lòng thương của mọi người cũng nên. Dù sao cô nàng cũng đứng trong top 3 người có số phiếu cao nhất rồi còn gì. Thực ra không cần Kiyotaka nhắc thì Suzune cũng sẽ làm chuyện này sau khi nắm được toàn bộ thông tin. Nhưng mà đã là leader thì tôi tin ai trong trường hợp này cũng sẽ làm thế. À mà chuyện gì phải ra chuyện đấy nhá, cái này không được tính là phản bội lớp nha. Và đó là toàn bộ kế hoạch tự mình cứu mình của Kiyotaka. Tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu cách Kiyotaka giúp đỡ các lớp khác. Với mục tiêu sống như một học sinh trung học bình thường thì Kiyotaka hoàn toàn không cần làm mấy chuyện này. Nhưng nếu xét tương lai thì lại không ổn chút nào. Đầu tiên là Ichinose, như tôi đã từng nói, cả Ichinose và Nagumo không hề có tình cảm yêu đương với đối phương. Nagumo chỉ tìm đến ẻm nhằm chọc tức Kiyotaka mà thôi, nhưng ít nhiều chuyện này đã ảnh hưởng đến kế hoạch lợi dụng Ichinose của cậu và Kiyotaka buộc phải ra tay. Công bằng mà nói, cách hai bố đối xử với Ichinose cũng tệ như nhau. Nhiều khi nghĩ mà thấy tội, cuối cùng ẻm không khác gì quả bóng bị hai ông thần đá qua đá lại để lợi dụng. Ít ra thì Kiyotaka còn âm thầm giúp đỡ cho bóng tối nên đường lối của lớp Ichinose mới thuận lợi triển khai như vậy. Còn Hokage Nagumo thì thôi rồi, chi tiết tôi sẽ nói kỹ hơn ở một video khác, anh em nhớ đón xem nhé. Tiếp theo là về Ryuen, nếu để giáo sư Rồng bị đuổi học thì có lẽ sẽ rất không ổn về lâu dài. Sự hiện diện của Ryuen là cần thiết để duy trì sự cân bằng giữa các lớp trong khối năm nhất như tôi đã nói rất nhiều lần trong các video trước. Hắn là một quân bài quan trọng trong việc kìm hãm sự bá đạo của Sakayanagi, thậm chí là có tiềm năng trở thành một đối thủ đáng gờm của Kiyotaka và lớp D. Một lớp đa số toàn là các thành phần giặc cỏ sẽ không thể đi lên nếu không có người lãnh đạo như Ryuen. Thật ra một số thành viên lớp D cũng biết điều này nhưng đều nhắm mắt làm ngờ. Lý do chính Kiyotaka phải ra tay là vì Hiyori, Ishizaki và Ibuki nhờ vả. Khỏi nói cũng biết đây là việc khá khó khăn bởi như Men đã nói. Có hai vấn đề trong việc cứu lấy Ryuen là kéo đầu ra phiếu tán dương cho một kẻ mà ai cũng thấy ghét và kẻ thế mạng sẽ là ai. Nhưng đây là Kiyotaka và cậu ta sẽ làm được tất cả. Cách làm của Kiyotaka cực đơn giản. Lấy bên có lớp vào bên không có, lớp Ryuen có điểm cá nhân của lớp Ichinose có phiếu tán dương. Thế là hai bên đã thực hiện một cuộc trao đổi ngang giá dưới sự chứng kiến của nhân chứng trung lập Ayano Koji Kiyotaka. Lớp B sẽ nhận 4 triệu điểm cá nhân để đủ 20 triệu điểm và xóa bỏ hình phạt đuổi học. Đổi lại Ryuen sẽ có 40 phiếu tán dương để ở lại lớp D. Vấn đề khúc mắc thứ nhất đã được giải quyết. Vấn đề tiếp theo sẽ là ai là người đi thay Ryuen. Rất nhanh chóng, người được chọn chính là những kẻ đứng đầu phong trào đuổi học Ryuen.
thiên thời địa lợi nhân hòa. Vô tình một trong số đó lại có Manabe Shiho, người đã phạm một sai lầm lớn khi dám đánh gái của mình dù chính Kiyotaka là người xúi nó đánh. Nói chung, Kiyotaka đã nhắm vào Manabe vì cậu cho rằng nó đi thì Kay sẽ an tâm sống hơn. Một sự thật khá thú vị rằng chính Kay từng nói rằng không có thù gì với Manabe, nhưng có vẻ Kiyotaka nghĩ hơi sâu xa chuyện con gái nó không là có, cộng với suy nghĩ Kay chắc cũng thù dài giống mình nên là vậy đấy. Và hiện thay, Ibuki cũng đang cay Manabe lắm rồi nên kèo này được chốt nhanh gọn. Manabe Shiho sẽ đi thay cho Ryuen Kakeru, phần còn lại đã có Hiyori lo, như vậy là đã giải quyết được vấn đề thứ hai. Có nhiều người thắc mắc rằng tại sao Ryuen có thể dễ dàng đưa điểm cho Ibuki như vậy, có phải hắn biết Kaname nhúng tay vào không? Câu trả lời là không hẳn. Nhàn vẫn lờ mờ cảm nhận được và tính toán đến trường hợp đó. Phải công nhận Kiyotaka đã đi một nước khá cao tay. Cậu không nói sẽ dùng số điểm Ryuen bú liếm từ lớp A để làm gì với Ibuki, mà muốn cô ta đi lấy nó dưới danh nghĩa thể hiện sự quyết tâm của bản thân nhằm tránh Ryuen phát hiện. Dù sao vốn hắn cũng không thích mang ơn người khác. Nói đi cũng phải nói lại, nếu Ryuen nghiêm túc tôi tin hắn cũng sẽ dùng cách tương tự Kiyotaka. Chỉ có điều lần này hắn đã bị hạ bệ nên chính bản thân Ryuen cũng không chắc. Liệu đạo Ibuki liệu có nghĩ đến việc tìm Kiyotaka hay không? Và tất nhiên sau khi biết người bị đuổi là Manabe, có lẽ Ryuen cũng đã biết được mọi chuyện. Nói dùng dài nãy giờ cũng đã đủ, giờ mời anh em cùng tôi tóm lược lại kết quả kỳ thi Class Pro này nào. Đầu tiên, những người nhận được điểm bảo vệ gồm Sakayanagi Arisu của lớp A, Ichinose Honami của lớp B, Ayanokoji Kiyotaka của lớp C, Kaneda Satoru của lớp D. Tiếp đến là danh sách các học sinh bị đuổi học, Yahiko Totsuka của lớp A, Yamauchi Haruki của lớp C, Manabe Shiho của lớp D. Dù nãy giờ phân tích cũng khá kỹ nhưng công tâm mà nói ba người này không phạm vào tội gì tới mức đáng bị đuổi đi, chỉ tiếc là họ được xác định là mấy hình nhân thế mạng nhằm phục vụ cho những mục đích cao cả của các lãnh đạo. Tôi chỉ đành chúc những người này có được thành công trong cuộc sống vậy. Đến đây thì video hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn anh em vì đã theo tôi đến tận hai video cũng khá là dài. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ nhà xuất bản, ủng hộ tác giả và ủng hộ kênh 2D Tổng bọn tôi nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin anh em ít phút quảng cáo, team 2D Tổng có shop bán những phụ kiện như poster, móc khóa, standee, khung ảnh chất liệu mica kính rồi nhựa đủ các loại to nhỏ phục vụ anh em và còn nhiều mặt hàng hay ho khác liên quan tới anime, game, waifu đợi anh em vào shop khám phá. Tất cả đều có dịch vụ in theo yêu cầu để anh em có thể tha hồ lựa chọn những hình mình thích. Anh em rảnh ghé qua shop để ủng hộ nha. Link shop tôi có để dưới mô tả video cho anh em rồi nha. Hoặc anh em có thể vào Shopee, TikTok shop, Lazada rồi tìm 2D Tổng shop Lazada nha. Cảm ơn anh em.